Chào toàn thể các bác, hôm nay shop Tuấn Lan lại xin giới thiệu các bác đó là hai mẫu giò gà dành cho các bác đam mê về chuyên đi bẫy giò gà. Thì tôi cũng xin giới thiệu luôn về hai mẫu này, nó khác nhau một chút. Các bác nhìn cho kỹ video rồi xác định mua sản phẩm này về dùng cho nó cảm nó hợp túi tiền. Vâng, xin chào các bác. Đây là cái mẫu giò gà bên tôi là hiện cơ sở mới nhập về hàng rất là nhiều. Thì tôi cũng giới thiệu chi tiết một chút cho các bác đỡ nhầm lẫn. Đây là mẫu giò gà các bác nhìn cho kỹ video. Đây là dây dù siêu bền. Đấy, cáp thì cáp lụa. Đấy các bác. Thế còn đây là cái khuyên đồng. Đây là chân đồng luôn các bác nhé. Đấy, đây là giò đón. Đấy, đây là một mẫu sản phẩm, một bộ giò đón như này. Gồm có là 20 chân. Một bộ của nó 20 chân. Đấy, cáp thì là cáp lụa rồi. Đấy, dây dù siêu bền, đấy, chân đồng luôn các bác nhé, đấy, các bác đỡ nhầm lẫn, đấy, một sản phẩm như này quên cơ sở tôi là hàng về là rất là nhiều, đấy, dành cho các bác chuyên là bẫy gà rừng, đấy, đây hàng rất là nhiều. Thế còn đây tôi xin giới thiệu luôn một mẫu nữa, đó là mẫu này thì nó giò đón các bác, đây, một bộ sản phẩm nó cũng 20 chân, đấy, cũng cáp lụa, dây dù siêu bền, đấy. Nhưng mà chân thì nó là chân thép mạ đồng, không gỉ các bác nhé. Đấy, thép mạ đồng. Đấy, dây khuyên thì cũng khuyên thép mạ đồng. Đấy, bên tôi hiện cơ sở tôi đang bán hai cái loại giò gà này. Đấy, đây là giò đón, các bác điện thoại đến thì tư vấn hay là mua hàng thì cứ nói rõ là tôi mua giò đón. Thì chúng tôi gửi cho các bác là giò bộ giò đón cũng gồm 20 chân. Đấy, còn cái loại giò đá, đây là các bác, đây là cái giò đá các bác nhé, để đỡ nhầm lẫn. Đấy, một giò đá đón thì là chân thép mạ đồng, thế còn giò đá là chân đồng luôn các bác nhé. Đấy, thì cơ sở tôi bán cũng rất nhiều mặt hàng, nhưng mà hôm nay tôi xin giới thiệu các bác chỉ có hai mẫu giò gà thôi, để dành cho các bác chuyên đi bẫy giò gà, chuyên cho bẫy gà rừng. Đấy, thế còn về phương thức mua bán thì rất dễ dàng, các bác có thể điện trực tiếp đến số điện thoại của shop luôn luôn để bên tiêu đề này. Đấy, các bác nhìn kỹ video và kỹ số điện thoại của shop. Đấy, shop nhận ship hàng toàn quốc, gửi qua đường COD. Đấy, nhận hàng gửi tiền, được kiểm tra hàng trước khi gửi tiền cho nhân viên bưu điện. Đấy, rất dễ dàng thôi, chỉ một cú điện thoại 1-2 phút thôi, các bác có thể đặt được những cái mà mẫu hàng ưng ý cho mình. Vâng, các bác đừng quên xem video, đừng quên là đăng ký kênh của shop để nhận được những video mới nhất của shop đăng tải cho các bác. Rất mong các bác ủng hộ shop trong thời gian tới. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp.